Tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định đã rõ, song vì nhiều lý do ràng buộc mà việc áp dụng chế tài xử phạt trường hợp tảo hôn thì lại không được thực thi. Phóng sự thực hiện tại huyện Điện Biên Đông, địa phương có tỷ lệ tảo hôn cao nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Học hết bậc trung học cơ sở, hai em Chứ A Hải và Sùng Thị Đớ, bản Sa Vua A, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông đã bỏ học và kết hôn. Khi chưa thể lo cho cái ăn, cái mặc hàng ngày, thì nay hai em đã trở thành những ông bố bà mẹ tuổi niên thiếu. Em thấy người ta không học thì lấy vợ sớm thì em đã bỏ đi thì về lấy vợ đây. Em cũng không biết là lấy vợ sớm thì còn lớn vi phạm ạ. 9 tháng năm 2023, tỷ lệ tảo hôn toàn huyện Điện Biên Đông chiếm khoảng 40% các cặp kết hôn. Khi tuyên truyền vận động không mang lại hiệu quả, thì việc áp dụng chế tài xử phạt được kỳ vọng là giải pháp hữu hiệu, mang tính răn đe nhằm kéo giảm tỷ lệ tảo hôn xuống thấp. Riêng cái tảo hôn thì từ trước đến giờ là chưa thấy xử lý trường hợp nào. Mặc dù chế tài theo luật hôn nhân gia đình năm 2014, trong đó thì vi phạm tảo hôn bao gồm cả những người liên đới đấy, bao gồm giống như bố mẹ, rồi là những cái cơ quan đơn vị mà không can thiệp để mà dẫn đến cái tình trạng tảo hôn này thì mặc dù có nhưng mà từ trước đến giờ là vẫn chưa xử lý được cái ca nào. Nếu như hai bên gia đình không cho lấy, các thanh niên người ta hay dùng cái biện pháp là tự tử lá ngón để mà đe dọa hai bên gia đình. Và nếu mà anh xử lý đứng ra xử lý hình thức bằng nộp tiền, và một trường hợp là bao nhiêu tiền thì ai sẽ đứng ra nộp tiền? Chẳng nhẽ mình phạt bố mẹ cũng không đúng. Mình phạt hai trường hợp đấy thì lấy đâu ra tiền nữa? Họ là thanh niên, chưa đủ tuổi. Như vậy là cũng có một cái khó khăn cho cấp ủy chính quyền. Không cho trai gái lấy nhau thì họ rủ nhau ăn lá ngón để tự tử. Đó là thực tế diễn ra từ nhiều năm nay ở đồng bào dân tộc thiểu số. Hạn chế này đang trở thành rào cản lớn, khiến tảo hôn mãi luẩn quẩn trong vòng vây đói nghèo, lạc hậu và thất học.